Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android cùng với Fairway thông qua ứng dụng Foodee. Mình tên là Trương Công Bình. Ở bài trước là chúng ta đã làm cái phần giao diện rồi đúng không? Chúng ta còn thiếu cái recycler view nằm ở đây thôi. À, vậy bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp cái công việc gì? Thì các bạn nhớ là gì? Có phải khi mà trong cái Foodee nó có một tính năng là khi các bạn nhấn ở đây, các bạn kéo qua đúng không? Thì nó sẽ lại nhảy qua cái mục ăn gì? Đúng không bạn? Rồi như các bạn nhấn kéo về thì nó nhảy qua cái mục ở đâu. Bây giờ mình muốn làm một cái tính năng giống y chang như vậy. Vậy bạn thấy là khi mà kéo qua kéo về thì có hai thằng nào nó đáp ứng được nhu cầu cho chúng ta các bạn? Đúng rồi, ViewLipper và ViewBagger. À, vậy trong trường hợp này là có gà các bạn thấy là ăn gì và ở đâu á, về mặt giao diện thì nó hoàn toàn là giống nhau. Nhưng mà chẳng qua nó khác nhau là chỗ gì? Thằng ở đâu là nó sẽ load danh sách các nhà hàng lên, đúng không? Và cũng đồng thời load những cái bình luận của nhà hàng. Còn ăn gì là nó sẽ load những cái mà người dùng giới thiệu. Giả dụ như là người dùng giới thiệu các bạn ăn cái gì ở cái nhà hàng nào đó thì nó sẽ hiển thị cái món ăn đó lên ở cái nhà hàng đó lên. Đúng không bạn? À, nó sẽ làm như vậy. Vậy về mặt giao diện là giống nhau. Vậy bây giờ làm sao mình làm được cái ViewBagger này? Các bạn có biết quá là đơn giản đúng không? Thì đầu tiên mình sẽ làm cái giao diện cho cái ViewBagger ăn gì này. À, mình sẽ gom nhỏ lại ở cái layout. Rồi. Các bạn đặt tên cho mình đặt layout fragment ở đâu? Được chưa? Bởi vì các bạn thấy là ViewBagger thì nó sẽ như bạn, nó sẽ nhận vào fragment cho nên là gì? Các bạn thấy là ở đâu và ăn gì là nó đại diện cho hai fragment, đúng không? Cho nên mình sẽ đặt tên là fragment ở đâu. À. Rồi. Sau đó mình lại quay lại trang chủ, mình sẽ copy cái phần giao diện, bởi vì các bạn thấy là khi các bạn mà kéo từ đây kéo qua là có phải là nó kéo nguyên cái phần mới nhất và danh mục này qua, đúng không bạn? Nó kéo luôn cả hai phần này. Vậy chính vì nó kéo luôn cả hai phần này cho nên chúng ta sẽ thực hiện một thao tác là chúng ta sẽ copy từ đây, đúng không? Từ cái thằng mới nhất này qua. Vậy từ thằng mới nhất này là khúc này, chúng ta lướt vào giao diện chúng ta xem đây là cái radio, đúng không? Radio button drop. Vậy là chúng ta copy sau cái thằng toolbar, à, gom nó lại, kéo nó qua. À, vậy là chúng ta copy luôn tới cả phần net drone view luôn ha. Thấy nó đúng hơn, các bạn copy hết đi. Các bạn chỉ cần copy hết. Được chưa? Các bạn bỏ thằng toolbar thôi. À, copy hết đem vào đây. Đó. Rồi chúng ta chỉ cần bỏ toolbar thôi. Đúng không? Đâu cần bỏ toolbar. Thực ra các bạn không bỏ toolbar các bạn, toolbar nó cũng giống như vậy. Tại vì các bạn thấy là cái bạn drone và ăn gì ở đâu á thì nó hoàn toàn là giống nhau. Đúng không? Nhưng mà dưới đây chúng ta là phép mình nên chúng ta phải bỏ toolbar. À, bỏ toolbar đây, chúng ta bỏ. Đúng không? Fragment chúng ta không cần toolbar nha, vì đây là giao diện của fragment. Rồi, vậy là chúng ta sẽ giữ lại cái giao diện này. Vậy bây giờ bên trang chủ thì chúng ta sẽ bỏ cái phần tới là giữ bạc, chúng ta giữ lại toolbar ha. Và chúng ta sẽ bỏ cái radio button drop toolbar đây. Đây toolbar chúng ta đây. Đúng không? Chúng ta bỏ từ radio button. Bỏ tới net drone view. Đúng không? Rồi, ở đây sẽ là nơi mà chúng ta sẽ chứa cái giao diện của thằng fragment. Thì bạn cứ để layout cũng được. Thì đây mình sẽ để là frame layout. À, đây mình để frame layout. Các bạn muốn để layout cũng được, nhưng mà mình thích để frame layout thì mình để frame layout thôi. Mình để map parent. Rồi, mình đặt ID cho nó. Vì chúng ta sẽ xử lý cái này nha, cho nên chúng ta sẽ đặt ID. Ở đây các bạn đặt tên là container. Fragment container thôi ha. Rồi. Hoặc là các bạn đặt tên là khung chứa nội dung gì đó ha, khung chứa fragment chẳng hạn. Ha, các bạn đặt tên gì cũng được. Rồi, khung chứa fragment đi. Đó. Rồi chưa? Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà mình gọi adapter á thì mình sẽ đẩy hai fragment này vào trong cái khung chứa fragment này. Đúng không? À, rồi, một chút nữa nếu như các bạn nào quên code thì chúng ta cứ lên Google chúng ta search chả gì mà chúng ta ngại ngùng hết. Thì bạn thấy là chúng ta có hai phép mình là gì? Phép mình ở đâu và phép mình ăn gì? Cho nên mình sẽ tạo ra cái layout khác cho phép mình ăn gì. À, layout phép mình ăn gì. Ok. Thì cái layout phép mình ăn gì nó cũng y chang như cái layout này, đúng không? Nó chỉ khác nhau ở cái phần nội dung là của thằng Recycler View thôi. À, nó chỉ khác nhau cái phần đó cho nên mình có thể copy được này mình đem qua mình sẽ tiếp. Đúng không ạ? À, mình sẽ tiếp.
Nhưng mà để á, vì chúng ta đang làm demo, vậy để biết thằng này là có phải là thằng ăn gì hay không thì các bạn ở cái phần net review nè, các bạn sort nó ra, rồi ở cái phần layout á, các bạn thêm cho mình cái text view rectangle được rồi. Rồi các bạn định cái đoạn test chẳng qua để chúng ta phân biệt thôi, có phải là chúng ta đang nằm ở layout ăn gì hay không. Khi mà chúng ta đã làm xong thì chúng ta sẽ xóa này đi, để các bạn đặt một cái đoạn test nào đó để các bạn biết được phân biệt là hai layout. Rồi vậy ở cái phần view này mình sẽ tạo ra một folder để quản lý các phép mình, đúng không? Tại vì phép mình đang thuộc dạng view cho nên mình sẽ tạo ra folder quản lý các phép mình trong view luôn. Rồi new một cái folder package, tại đây folder này mình sẽ đặt tên là freshman đỡ bạn, đặt tên phép mình rồi thêm chữ s vào nha. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra hai phép mình tương ứng với lại hai cái layout của chúng ta là layout phép mình ăn gì và layout phép mình ở đâu, đúng không? Rồi mình tạo ra hai phép mình, đầu tiên là phép mình các bạn, phép mình ăn gì đúng không, ở đâu chứ đi, ở đâu phép mình. Ok, rồi tiếp theo là ăn gì, freshman. Ok, vậy để cho thằng này chúng ta sẽ xử lý ở đâu trước ha. Vậy để cho này là một freshman, vậy chúng ta phải extend những bạn, extend với freshman đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy freshman nào, segment của Android Support version 4 ha, chúng ta không xài của Android app được chưa. Rồi chúng ta đã có freshman chưa, có phép mình rồi. Vậy phép mình nó có phương thức gì các bạn nhỉ? On create gì đấy, on create view nó sẽ cho phép chúng ta khởi tạo cái giao diện cho phép mình, đúng các bạn? On create view sẽ cho phép chúng ta khởi tạo giao diện cho phép mình. Vậy khởi tạo giao diện quá là dễ rồi. Vậy đầu tiên chúng ta tạo ra một view, để đây các bạn đặt tên là cloud cũng được, và các bạn đặt tên đây là view, bằng inspector nó có sẵn rồi nè, các bạn gọi inspector chấm gì chấm inlet result, đây các bạn thấy nè, nó sẽ nhận vào ba tham số đúng không? Rồi mình để cho nó nhắc lại ha, nhắc lại inlet, rồi ok, để gõ nó ra đi, nó nhiều lúc rơi vô nó mất nhanh quá. Đây nó nhận vào ba tham số, đầu tiên là result đúng không, tham số thứ hai là root, tham số thứ ba là có gì, có gắn vào thằng nào đó hay không, đúng không? Có được gắn vào root hay không khi mà các bạn để true này false, đúng không? Thì cái này mình có gắn thì cái này mình sẽ để thằng này là true. Vậy đầu tiên là result của mình chính là file bằng file layout, vậy file layout của mình có phải là layout phép mình ở đâu, đúng không? Vậy ở đây sẽ là error.cloud chấm, rồi các bạn thấy error đã báo lỗi đúng không, các bạn error. Thì các bạn lưu ý nè, error.layout này chúng ta sẽ là của cái package name chúng ta chính là cơm.foodie này, nên các bạn nhích vô để cho nó import cái biến error đó vào cái đã. Đây các bạn thấy nó import biến error vô nè, đúng không? Rồi sau đó là chấm, chúng ta sẽ là layout fragment ở đâu, đúng không? Rồi parent, cái container view drop của nó chính là cái gì các bạn, cái container của thằng view drop này có được gắn vào thằng nào đó hay không, true đúng không? Rồi và các bạn để default cũng được, chứ default gắn vào nó hay không gắn gì cũng được, cái nào cũng được, không thành vấn đề. Vậy chúng ta có giao diện chưa? Có rồi. Vậy đây đơn giản, chúng ta cần return cái view ra, vì chúng ta chưa có xử lý code gì hết, chúng ta mới khởi tạo giao diện và chúng ta return cái giao diện đó ra thôi cho phép mình này là thứ nhất. Rồi chúng ta làm cho tiếp phép mình ăn gì, extend freshman version 4 đúng không, chúng ta sẽ copy lại code bên đây cho nó nhanh, thì mắc gì mà chúng ta phải phải gọi lại cho nó lâu đúng không các bạn? Ok, khi bạn copy thì nó bắt các bạn import vào, thì chúng ta cứ import vào thôi, chả là những đề. Lúc này chúng ta đổi lại, đây là layout ăn gì, layout freshman ăn gì. Rồi chúng ta trả review rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta có hai cái phép mình, trước tiên các bạn thấy là view bigger đúng không? Vậy là lúc này file layout này nó cần phải chứa một cái gì, view bigger, phải các bạn? Phải là cần phải chiếu cái VBG. Bây giờ mình quên cách sử dụng VBG rồi thì mình làm sao đây? Nếu như các bạn quên cách sử dụng thì các bạn có thể làm bằng hai cách, đó chính là gì, cách thứ nhất là chúng ta sẽ là gì các bạn, lên Google chúng ta search đúng không, chỉ có Google thôi. Cách thứ hai có thể mở lại video của mình hướng dẫn về VBG các bạn làm ha.
Rồi cứ như bạn nói là ở đây anh Bình không cần Femla cũng được, mình gọi VBG cũng được, tại vì ở đây chỉ cần là một cái VBG thôi, được không? Được chứ, đúng không? Rồi, vậy ở đây mình chả cần Femla luôn, mình gọi VBG không. À, VBG. Đây, các bạn lưu ý VBG của Android support version 4 ha. Dạo này thằng Android Toro nhắc lệnh rất là tốt. Max Baron. Max Baron. Đúng không? Mình chỉ cần cái VBG cũng được rồi. Android 2 chấm này đi, chúng ta đặt ở đây cho nó vì chúng ta cần phải xử lý đúng không nào. À đây chúng ta sẽ đặt tên là view bg như các bạn, à trang chủ, à chúng ta đã trang chủ cứ đặt tên là view bg trang chủ. Rồi vậy bây giờ xử lý view bg trang chủ, vậy chúng ta hình dung ra ngay view bg, view bg, view bg là phải muốn gì các bạn, muốn sử dụng được nó là nó phải có một cái là adapter. À vậy nhắc tới adapter, vậy chúng ta phải tạo ra folder để quản lý cái adapter đúng không, vậy mình sẽ tạo ra folder. À, các bạn lưu ý là folder quản lý adapter nó chả liên quan gì tới mấy mô hình MVC hết, cho nên mình sẽ để riêng ở ngoài. À, mình sẽ gọi folder này là folder adapter. Ok. Vậy đầu tiên trong cái adapter này, mình sẽ tạo adapter đầu tiên cho cái thằng VBG này. À, mình đặt tên là adapter trang chủ. À, với adapter VBG trang chủ. Để biết được adapter này đang quản lý như nào. À, nên chúng ta sẽ gọi là VBG trang chủ. Được. À, ok. Rồi, chúng ta sẽ extend về fetchment. Fetchment đi các bạn. Extend về fetchment adapter. Đúng không? Fetchment state adapter và là fetchment bigger adapter. Cái nào cũng được. À, vậy mình sử dụng fetchment state adapter. Rồi, nó bắt chúng ta gì các bạn? Khi chúng ta gọi extend về một cái gì đó, nó bắt chúng ta sẽ kế thừa. Đúng không? À, vậy làm sao chúng ta kế thừa? Nhưng mình nhấn lộn nút thì phải. À, rồi. Đây, nó sẽ kế thừa hai cái hàm là get item và get count. À, còn nếu như các bạn không nhớ nữa thì các bạn có thể lên Google các bạn search view bigger. À, đây mình giả dụ như mình không nhớ mình search view bigger thì nó sẽ ra nhắc lệnh trang view, nhắc lệnh những cái phần liên quan tới view bigger. Thực ra mình nói với các bạn á, mình không có thể nào mình nhớ có thích được, cho nên thông thường mình sẽ làm bằng cách này để mình xem cái nhắc lệnh cách sử dụng view bigger là như thế nào. Thì bây giờ mình cái này là using view bigger đó. Rồi mình xem. Nói là bla 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 này là khởi tạo view thôi đúng không, khởi tạo view để đó giống mình lúc nãy á, là khởi tạo view cho phép mình. À cái này là khởi tạo view cho phép mình nè. À, đây các bạn thấy nè, tạo ra một layout file đúng không. À và chúng ta sẽ sử dụng cái này sao cho các bạn cho nội dung của phép mình đó, nó là có nghĩa là cái đoạn này có nghĩa là cái layout này sẽ được dùng để sẽ được sử dụng là xem như là cái phần giao diện cho cái phép mình vậy đó. Sau đó là gì, chúng ta tạo phép mình đây, cái bước tạo phép mình đã tạo chưa, tạo rồi đây, on create đây đúng không. À rồi sau đó là gì, add cái VBG, add chưa, lúc nãy chúng ta add trong chỗ add rồi đúng không. Rồi nó đơn giản là gì, nó sẽ có là à cái này là activity. À, chúng ta don't care, không care này, chúng ta sẽ don't care tới thằng là à thằng này nó sẽ dẫn chúng ta sử dụng bằng phép mình activity, nhưng không, mình đang sử dụng một adapter đây là phép mình sẽ bigger adapter đúng không, sẽ bao gồm là get item và gì và get count đúng không bạn. Hai get item và get count đây các bạn thấy không, có hai hàm đây, get item và get count. Ngoài ra nó còn một cái phương thức nữa gọi là phương thức cải tạo. À nó sẽ có phương thức là phương thức cải tạo, thì phương thức cải tạo này sẽ nhận vào gì, fetchment manager đúng không bạn. À đây fetchment manager đây đúng không. Rồi vậy trong phương thức cải tạo mình muốn là gì, mình muốn là hai cái fetchment này được cải tạo phương thức cải tạo khi nó gọi ra adapter luôn, vậy mình sẽ tải tạo ra hai cái fetchment luôn được các bạn. À vậy mình cải tạo ra fetchment, hay nó đúng hơn là gì đây, ăn gì fetchment đúng không, ăn gì fetchment, mình khởi tạo nó ra luôn bằng new ăn gì fetchment đúng không. Rồi ở đâu fetchment bằng new ở đâu fetchment, vì ở đây á các bạn nhớ nè, vì tính chất ở đây mình đã khởi tạo động ở đây cho nên mình không cần add nó vào list. À mình chỉ cần định vị trí nó nằm ở đây, vậy mình sẽ bắt một cái with key đúng không. Các bạn thấy là thông thường khi chúng ta truyền từ chỉ ví dụ như chúng ta đang tương tác bằng trang chủ thì trang chủ chúng ta tạo ra một cái list fetchment đúng không, rồi sau đó chúng ta chuyển cái list fetchment nó vào đây đúng không, rồi sau đó chúng ta lấy cái list fetchment đó chúng ta xử lý nằm ở đây đúng không bạn, rõ ràng đúng không. Rồi sau đó là gì, chúng ta get count nằm ở đây. À vì bản chất ở đây mình tạo cái fetchment này ngay tại gì các bạn, ngay tại outer, cho nên mình chả cần cái việc mà gì, chả cần cái việc mà mình xử lý click là cái gì cho nó mất công. À vì bản chất mình sẽ sử dụng hai thằng này ở dưới cho nên mình sẽ đem nó ra ngoài.
nhớ chấm phẩy nha các bạn. Rồi, squid position. Vậy ví dụ như tương ứng với position nào thì mình sẽ trả ra cái phép mình nào? Đó là cái mà mình mong muốn. Đúng không? À, tương ứng với position nào thì mình sẽ trả ra cái phép mình đó. Rồi ví dụ như nếu như position là 1, mình trả ra phép mình gì đó, nếu như position là 2, mình trả ra phép mình là đó, nếu như position là 3, mình trả ra phép mình là đó. Nếu như các bạn làm list á, thì các bạn dễ hơn rồi, đúng không? Cái list các bạn chỉ cần chìm vào đây thôi, thì các bạn không cần phải quyết cái position này. À, vì ở đây mình không cần làm quyết, thì các bạn phải quyết cái position, thì cái đó là hai cách làm thôi. Thì cái list ở đây các bạn chỉ cần trả ra cái list chấm gì, chấm get rồi các bạn chìm vào cái position là được. Sau đó này các bạn chấm get cao chấm size là ok. Đúng không? Thì đó đối với cái việc list. À, còn ở đây mình không làm list thì mình phải set position. Ví dụ như scale tương ứng với cái position á là tương ứng với position là 0 là vị trí đầu tiên, thì mình làm cái gì đó ở đây rồi sau đó mình rect. À, làm cái gì đó rồi mình rect. Rồi, tương ứng với cái scale vì chúng ta chỉ có hai cái thôi là 0 và 1 nè, là tương ứng với cái list á, à, 0 là 1, đó cái scale là 1 thì chúng ta làm cái gì đó rồi chúng ta rect. Rồi. Vậy tương ứng với là cái key là 0 thì mình sẽ return ra gì đây? À mình sẽ return ra phép mình ăn gì? Đúng không? À vì return chúng ta không có rect cho nên chúng ta sẽ bỏ rect đi. Rồi. Tương ứng với là key là 1 thì mình sẽ return ra phép mình gì các bạn? Mình sẽ return ra là phép mình ở đâu? Đúng không? Rồi sau đó là default. Default thì mình sẽ trả là null. Đó, thì lúc này mình bỏ cái return null này đi. Thì đây là một cách ha, là cách là chúng ta không sử dụng list. Thì nếu các bạn sử dụng list là các bạn chỉ cần đơn giản ở bạn return ra position thôi à. Đúng không? Là bạn ok rồi. Ha, thì đó là cái phần list. Thì đây mình không sử dụng list cho nên mình sẽ xét nếu như là gì position. Thì các bạn thấy là chúng ta có hai item, đúng không? Vậy get count các bạn để đây là 2. Được bạn ha, get count chúng ta để là 2, điểm lên là 2 á, là hai cái item, đúng không? Đây là một item, hai item thì get count nó là 2. Thì nghĩa là khi nó chạy vào á thì nó sẽ chạy get count trước như là à điểm là à chúng ta có hai sản phẩm, sau đó là nó sẽ gì hai vị trí á, hai sau đó nó chuyển vào cái position này. Được chưa? Như vậy là chúng ta xong cái thằng adapter chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta qua trang chủ chúng ta xử lý. Đầu tiên chúng ta lấy cái view bigger cái đã. Vậy mình khai báo cái view, một cái view bigger trong Java code. Rồi, mình đặt tên nó là view bigger trang chủ. À, rồi tìm nó lại bên giao diện r.id.viewbagger trang chủ ép kiểu. Rồi, sau đó đơn giản chúng ta gọi viewbagger trang chủ, à, chúng ta khởi tạo adapter chứ nhỉ. À, nhầm, khởi tạo adapter, adapter viewbagger trang chủ bạn new ra luôn, chả truyền cái gì vào hết bởi vì phương thức khởi tạo, à có truyền chứ nhỉ, phép mình những bạn, phép mình gì đây, nó nhận vào gì, nó nhận vào phép mình manager cho nên chúng ta sẽ truyền Fatman Manager. Và các bạn lưu ý Fatman Manager này của gói support nha. Get support Fatman Manager. À, các bạn truyền vô. Được chưa? Rồi, sau đó các bạn chỉ cần đơn giản các bạn gọi adapter. VBagger trang chủ chấm set adapter. Bạn gì các bạn? Bằng adapter VBagger trang chủ. Được chưa? Được rồi, đúng không? Vậy chúng ta thử chạy lên xem coi nó nhận cái VBagger này chưa ha. Rồi các bạn chạy lên ha. Thì lúc này các bạn sẽ thấy báo lỗi. Ồ trời ơi quá trời output ha, nó báo lỗi ở đây. View error prop gì đó ha, nó không có dừng được. Vậy chúng ta dừng ở đây đi để cho nó ngưng cái lỗi cái đã. Ha, sau đó chúng ta kiểm tra. Nó báo là gì? Enable to current state, nó báo là cái view prop gì đó, đúng không? À, nó báo là lỗi cái lỗi kỳ quá, lỗi này ngộ quá. Đúng không? Rồi nó chỉ báo cái lỗi như vậy, chết mồ rồi, lỗi như vậy thì sao mà sửa đây? Thì đơn giản lắm các bạn. Tại sao lại phát sinh cái lỗi đó? Thì mục đích mình làm cái lỗi đó cho các bạn biết ha. Thì cái lỗi đó nó báo là đây các bạn thấy nè, Jumpable to current state ở cái một cái view group nào đó, cái gì là cái trạng thái của nó, đúng không? Có nghĩa là ở một cái view group nào đó trạng thái, mà trạng thái view group nào đó có nghĩa là nó bị không có tấm hình hoặc là nó không có cái gì để nó gán vào ha, nó không có một cái view group nào đó để nó gán vào. Vậy lúc này chúng ta cần phải suy luận. Từ nãy giờ chúng ta chả làm một cái gì hết ngoài cái việc VBagger. Đúng không bạn? Ha, chả làm gì hết ngoài việc VBagger. Rồi, bên trang chủ chúng ta chả làm gì hết đụng tới view wrap, đúng không? Vậy lúc này bên adapter chúng ta xem, bên adapter chúng ta cũng chả làm cái gì đụng tới view wrap. Vậy chúng ta cần phải xây dựng một cái khác nữa là gì? Chỉ còn lại hai bên phép mình. Đúng không? Chỉ còn là hai bên phép mình. Đây, lúc này các bạn thấy container này sẽ có cái phần
VROP. Đúng không? Vậy nó báo là gì? Một cái VROP nào không có chính là do cái thằng attack true này các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn xem cái phần bên layout, thằng ViewBagger nó không nằm trong một cái VROP cha nào cả. Đúng các bạn? ViewBagger không nằm trong một cái VROP cha nào đã cả. Cho nên khi các bạn gọi có attack vào trong cái VROP nào đó hay không mà các bạn gọi là true như mình nằm ở đây thì nó sẽ báo cái lỗi đó. À, bởi vậy các bạn sửa lại là false. Bởi vì sao? Bởi vì thằng này nó không nằm trong một cái VROP nào hết, cho nên chúng ta sẽ để nó là false. Thì tương tự như vậy các bạn sửa cho thằng ăn gì. À. Được chưa bạn? Rồi, chúng ta chạy lên. Chúng ta ok. À. Rồi. Thì lúc này các bạn thấy không cần bị lỗi nữa đúng không? Đây, thằng layout ở đâu? Nó có chữ đúng không? Rồi chúng ta roll qua xem. Đây là ăn gì? Đúng không? Đó, ở đâu? Ăn gì? Ở đâu? Đúng không bạn? Rồi, nhưng bây giờ cái vấn đề là gì? Khi chúng ta roll qua thì thằng này nó sẽ phải nhảy qua ăn gì? Khi chúng ta roll về thì thằng này nó phải nhảy qua ở đâu? Đúng không? Nhưng bây giờ giao diện là đúng rồi đúng không? Vậy giao diện thằng ở đâu mình sẽ bỏ cái phần cái chữ bậy bạ đi ha. Ờ, thằng này là ở đâu? Ủa phải không? Chúng ta, phải không các bạn? Thằng này là layout phép mình ở đâu nè? Ủa layout phép mình ở đâu? Rõ ràng của mình không có thằng kia mà. Rồi ok ok, để coi lại ha, phép mình ở đâu? Đây, phép mình ở đâu? Nó xài layout phép mình ở đâu? Ăn gì xài layout của ăn gì? Nhưng mà ở đây là chúng ta đang ở đâu mà tại sao nó lại có cái thằng này? À vậy là do adapter rồi. Adapter mình tạo gì? À mình tạo ăn gì trước nè. Vậy là vị trí số 1 của mình phải là thằng ở đâu ha. Vị trí số 1 phải là thằng ở đâu. Vị trí số 2 mới là thằng ăn gì phép mình. Đó, đảo vị trí lại. Rồi, như vậy là này ok, chúng ta tạm bỏ đi, đúng không? Thằng phép mình, la phép mình chúng ta chưa động tới nữa, chúng ta bỏ đi. Đúng không? Hai thằng phép mình chúng ta không động tới nữa, chúng ta tắt nó đi. À, không phải là bỏ mà tắt nó đi. Rồi, layout phép mình ở đâu, không động tới nữa, tắt nó đi. Bây giờ chúng ta động tới layout phép mình ăn gì? Vì chúng ta cần gì đây? À, chúng ta cần bỏ cái đoạn test mà chúng ta nhập bậy bạ đi. Để chúng ta biết là chúng ta đang nhảy tới layout nào, đúng không? Save lại và chúng ta tắt nó đi. Rồi, bây giờ cái vấn đề nè. Làm sao chúng ta khi mà chúng ta kéo qua đây thì nó lại biết nhảy qua ăn gì? Khi nào chúng ta kéo ngược lại đây, làm sao chúng ta biết được là nó nhảy qua đây là thằng ở đâu? Tại các bạn làm sao chúng ta biết? Rồi, lúc này các bạn cần phải biết nhận định rằng là gì? Đây là gì các bạn? Position là 0 thì nó là gì các bạn? Nó đang là ở đâu? Position là 1 thì nó là ăn gì? Đúng không? Vậy có cách nào chúng ta bắt sự kiện khi mà chúng ta web qua như vậy thì chúng ta lấy được position không? Khi nào chúng ta web lại thì nó lấy được cái position hay không? Đúng không? Vậy lúc này chúng ta lên mạng chúng ta tra. Đó là cách thứ nhất. Hình như cái này mình nhớ là ở trong cái khóa căn bản mình đã hướng dẫn các bạn rồi thì phải. Đúng không? Ví dụ như các bạn không biết đi, bây giờ các bạn không biết à, các bạn chưa học khóa căn bản của mình mà các bạn muốn xem cái sự kiện đó là sự kiện gì thì các bạn đơn giản các bạn lên Google, các bạn search ViewBagger, các bạn search là ViewBagger, ViewBagger with tab host, with tab cũng được ha, in Android. Bởi vì sao các bạn search ViewBagger with tab các bạn? Bởi vì như vậy, vì đây các bạn đây. Bởi vì Android with tab á thì nó sẽ có cái sự kiện nó có nêu ra cái sự kiện click của cái nghĩa là sự kiện thằng thay đổi của thằng ViewBagger á, bắt lắng nghe cái sự kiện thay đổi ViewBagger. À. Rồi, để mình xem cái sự kiện đó, đây là cái tab listing, đây là nó khởi tạo tab, nó không có sự kiện đúng không? Không có sự kiện. Fetchment stay adapter này chúng ta chả cần. À, nó do nó sử dụng kia. Rồi chúng ta qua thằng này đi. À. Quan trọng là chúng ta đang cần cái sự kiện các bạn à. Mà mình cũng nói chung đúng hơn á, mình cũng không nhớ tên cái sự kiện đó cho lắm ha. À. Cái này là tab listener. À, tab listener phải cái chúng ta cần. Đúng không? Rồi. Các bạn cứ tìm ha, các bạn cứ lên mạng chúng ta tìm, các bạn coi từ từ các bạn tìm. Rồi nó đang xử lý từ từ đây. Đây chuẩn bị tới chúng ta cần đây. Đây là on tab ViewBagger Change Listener. Đây, đây cái chúng ta cần nè. On page Change Listener. À, rồi, ở đây chúng ta các bạn thấy không? Tại sao là on page các bạn nhỉ? Đây là page 1, đúng không? Theo ViewBagger khái niệm chứ bạn hiểu, đây là page 1. Khi bạn kéo qua đây, đây là page 2. Đúng không? Hoặc là đây là page 0, đây là page 1. Được chưa? Vậy để lắng nghe được xem chúng ta đang ở page nào, vậy các bạn phải là on page implement ha, implement on page
trang listener đây của VBG support version 4, ok good đúng không? Em là mình cái phương thức của nó về rồi. On page select đây là cái chúng ta cần nè. Đây các bạn thấy nè, trong cái scene nó xử lý thì nó xử lý trong gì, on page select, chứ nó không xử lý trong on page prompt ha. À, vì chúng ta đang select thì chúng ta sẽ xử lý trong on page select. Thì bạn thấy là on page select nó trả đi các bạn, nó trả ra position. Thì position này chính là cái vị trí mà page chúng ta chọn. Đây mình sẽ xích cái log lên cho bạn xem, log.d kiểm tra cái position này để mình xem cái hàm on page select này nó chạy khi nào. À, bởi vì mình đang muốn xem, mong muốn xem là nó chạy khi nào để chỉ các bạn, để mình nắm bắt được cái logic nó chạy. À xin lỗi các bạn, mình chưa lắng nghe cho video bây giờ. Thì khi mình nắm bắt được cái logic nó chạy thì mình mới gì? Mình mới biết được cách mà mình xử lý đúng không? Mình chưa biết được nó chạy khi nào thì làm sao mà mình xử lý được. Vậy viewbagger trang chủ chấm set on page trang listener. Nó mất rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ là s on page trang listener. This. Rồi, at on page trang. À s on page change listener ha, mình nãy mình có lộn các bạn. Nó set, cái set không chạy á thì các bạn add on page change, bởi vì cái set hiện tại là nó đã defuncated rồi ha, nó không sàn đó nữa. Rồi chúng ta chạy lại ha. Tại vì lúc nãy chúng ta chưa lắng nghe sự kiện thay đổi bay cho thằng VBG, đúng không? Chúng ta mới tạo à chứ chúng ta chưa lắng nghe. Thì đây mình lắng nghe sự kiện đổi bay cho thằng VBG ha. Rồi ok. Chạy rồi, đúng không? Mở cái log lên. Rồi, quét qua cái coi. Đây, kiểm tra là 1, đúng không? Mình quét về. Kiểm tra là 0. Vậy các bạn thấy là gì? Khi mình gì? Khi mình quét qua thì phải là bay một bay nào đó được select, đúng không? Khi mình quét về là một bay nào đó được select. Vậy là gì? Khi một bay nào đó nó được select thì có phải là nó chạy vào on select. Vậy khi on select nó trả đi các bạn, nó trả ra position là 0 hay 1 gì đó. Vậy thông qua position 0 hay 1 này thì vậy mình đã biết được mình đang chọn thằng nào không? Được chứ đúng không? Vậy là không là mình đang chọn các bạn, mình đang chọn ở đâu? Một là mình đang chọn gì? Mình chọn thằng ăn gì. Đúng không? Đúng các bạn. À, vậy đơn giản mình chỉ cần xóa này đi, mình làm một cái whiskey. À, nhận vào cái position này. Vậy mình biết được gì đây? Mình biết được nếu như whisk có cái k là 0 thì mình làm cái gì đó và mình rest. Đúng không? Whisk có k là 0, làm cái gì đó và rest. Rồi, sau đó là whisk có k là 1, mình làm cái gì đó và mình rest. Đúng không bạn? À, read k là 0, mình làm gì đó mình read. Read k là 1, làm cái gì đó mình read. Vậy, nếu như read có k là 0 thì mình cần cho cái thằng này, thằng radio này được các bạn, được check. Đúng không? Read có k là 0 thì mình cần cho cái thằng ở đâu được check. Read có k là 1 thì mình cần cho thằng ăn gì được gì? Được check, đúng không? Đúng không bạn? Vậy cần đơn giản thôi. Bây giờ mình chỉ cần qua hai cái radio button này, mình đặt ID cho nó chưa? Ở đâu rồi? Ăn gì đặt ID cho nó chưa? Đặt luôn rồi, đúng không? Vậy bây giờ chỉ cần đơn giản mình gọi nó ra. À, radio button. Đây. RD. Ăn gì? À, RD ở đâu chứ đi? RD ở đâu? Rồi sau đó là RD ăn gì? À, mình sẽ tạo ra hai cái radio và mình sẽ tìm nó bên giao diện. À, mình tìm hai cái radio này bên giao diện. RD ở đâu? Bằng file view by ID. r.id.rd ở đâu, đúng không? Rồi sau đó mình ép kiểu tiếp tục. RD ăn gì? À, RD ăn gì bằng file build by id r.id.rd. à, bấm lộn nút rồi nha. Ăn gì? Cái tay mình cùi thiệt chứ. Rồi, được chưa? Vậy bây giờ cần đơn giản, nếu như ứng với vị trí số 0 thì các bạn thì RD ở đâu? RD ở đâu? Chấm set checked bằng true. Đúng không? Rồi, ở đây là RD ăn gì? Chấm set checked bằng true. Save lại và chạy lên thử xem cái logic của chúng ta đúng hay không. À. Rồi. Ok. Chúng ta kéo qua, ăn gì được check, ở đâu được check, đúng không? Đây chúng ta kéo qua, kéo lại, đúng không? Kéo qua, kéo lại. Vậy có phải là chúng ta đã làm được chức năng mà vậy? Khi chúng ta web viewbagger thì sao bạn, nó đổi qua ăn gì đâu chưa? Rồi, đúng không? Rồi, như bạn nói là ủa anh Bình để ở đâu và ăn gì được check thì lấy cái thang này nó được check cùng một lúc mới đúng chứ, tại sao lại khi nó kéo qua thì chỉ có một thằng được check mà thôi. Rồi
đơn giản các bạn. Tại sao các bạn? Tại vì có phải là hai router này mình đã để nó trong vào vậy, radio button drop, thì các bạn đã biết là gì. Nếu như các radio button mà được để trong radio button drop thì nó sẽ dẫn tới tình trạng gì? Chỉ có một trong các radio button đã được check mà thôi. Vậy ở cái thời điểm nào đó, một thằng radio button nào đó được gọi thuộc tính checked, thì thằng radio button khác, tức cảnh đúng hơn là tất cả những thằng radio button còn lại, nó sẽ bị mất đi thuộc tính checked, và nó chỉ có thuộc tính checked cho thằng button radio button đang gọi thuộc tính checked đó thôi. Được chưa nào? Rồi. Vậy bây giờ mình sẽ giải thích lại những gì chúng ta làm và cái logic code nó chạy. Đầu tiên khi cái ứng dụng chúng ta chạy lên thì các bạn thấy là gì? À, vì vì mình đang để thằng trang chủ nó chạy đầu tiên đúng không? Cho nên nó sẽ chạy thằng activity trang chủ này. À, khi nó chạy thằng activity trang chủ này, nó sẽ chạy vào phương thức on relay. À, thì khi chạy vào phương thức on relay, nó sẽ tìm gì? Nó tìm viewbagger, tìm hai cái radio button ở đâu và ăn gì. À, sau đó nó khởi tạo cái adapter viewbagger trang chủ. Vậy adapter viewbagger trang chủ này nằm đâu ra? Nằm ở đây ra. Đúng không? Mình ở đây là gì? Nằm ở đây có nghĩa là mình đã tạo ra một cái last tên là adapter viewbagger trang chủ, và mình để cái last này trở thành một cái adapter cho viewbagger thì mình phải kế thừa về fetchment tbagger adapter. Đúng không các bạn? Thì fetchment tbagger adapter nó sẽ cho phép chúng ta kế thừa hai cái implement, đó chính là get item và get count. À, get item sẽ trả ra item tương ứng với cái bộ season mà nó gọi, đúng không? Get count sẽ cho chúng ta biết được là cái viewbagger này nó sẽ chứa bao nhiêu item. Ở đây các bạn thấy cái viewbagger này mình chứa 2 item, cho nên mình để get count là 2. Vậy nó sẽ có 2 item. Vậy get count 2 item nó sẽ tương ứng với bạn. Vậy cái position này sẽ có hai cái position là position 0 và position là 1. Các bạn lưu ý nha, có nhiều bạn nói là get count là 2 thì cái position này nó phải là 1 là 2, không có. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất tất cả các fragment mà lưu trong viewbagger thì nó sẽ hiểu là một mảng, và bản chất của mảng nó sẽ là gì các bạn? À, vị trí đầu tiên nó sẽ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ 0, cho nên position này nó trả ra là 0. Đúng không? Vậy vì mình biết được là có hai item, cho nên là tương ứng với các bạn, tương ứng với item đầu tiên cũng là vị trí số 0 thì mình sẽ trả ra giao diện của phép mệnh ở đâu, hay đúng hơn là mình trả ra phép mệnh ở đâu. À, tương ứng với là vị trí số 1 thì mình trả ra là phép mệnh ăn gì. Như vậy là nó đã thực thi code trong viewbagger. Vậy sau khi nó thực thi code trong viewbagger thì nó sẽ gán cái viewbagger đó cho vậy, cho cái viewbagger trang chủ chúng ta, hay đúng hơn là gán cái adapter đó cho viewbagger trang chủ. Vậy lúc này chúng ta chạy lên thì nó đã hiển thị được cái giao diện này rồi, đúng không? Nhưng lúc này giải pháp vấn đề chúng ta đặt ra là gì? Khi chúng ta run vào ở đâu thì cái radio button ở đâu nó phải được check. Khi chúng ta run về ăn gì thì cái thằng radio button ăn gì nó phải được check. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Lúc này trong đầu chúng ta phải đặt ra cái điều kiện là gì? À, chúng ta cần phải lắng nghe sự kiện thay đổi bay của viewbagger. Vậy để lắng nghe sự kiện thay đổi bay của viewbagger, chúng ta sẽ có một cái implement, đó chính là on bay change listener. Thì thằng on bay change listener này nó sẽ cho phép các bạn lắng nghe sự thay đổi bay của thằng VBG, hoặc là lắng nghe sự thay đổi sự kiện run luôn. À, nó có thể lắng nghe sự kiện run luôn các bạn. Rồi, thì vậy khi bay được thay đổi thì nó sẽ chạy vào sự kiện là on bay select. Vậy thông qua on bay select này mình sẽ lấy được cái vị trí, cái position của cái thằng VBG nó đang hiển thị. Vậy tương ứng với position là 0, có nghĩa là cái phép mình ở đâu của mình, cho nên mình sẽ để radio button ở đâu được check. Tương ứng lấy cái key là 1, có nghĩa là tương ứng lại phép mình ăn gì của mình, cho nên mình để cái thằng ăn gì nó được check. Như vậy mình đã làm thành công cái tính năng gì? Khi chúng ta run qua thì nó chạy qua ở đâu, khi chúng ta run về thì nó chạy qua cái thằng ăn gì, là như vậy đó. Được chưa? À, mình run tới đây là gì, là giới hạn của nó rồi, bởi vì nó có hai cái item thôi. Được chưa nào? Rồi, thì như vậy bài ngày hôm nay mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách làm viewbagger và làm thay đổi phép mình ăn gì và ở đâu. Thì qua bài sau chúng ta sẽ tiếp tục thiết kế cái giao diện cho cái thằng phép mình ở đâu này, được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ xử lý nó cho cái phần recycle view. Rồi, xin chào và hẹn lại các bạn.